Xin chào tất cả các bạn, mình là Đoàn Trâm Anh, mình đang là học sinh lớp 3E, trường tiểu học cửa năm 1. 20 tháng 10 là ngày lễ để tôn vinh vẻ đẹp và sự hy sinh của những người phụ nữ Việt Nam. Và hôm nay, Trâm Anh xin gửi đến các bà, các mẹ, các cô và các bà nữ một liên khúc hát về mẹ. Chúc các bà, các mẹ, các cô và các bà nữ đón một ngày lễ thật vui và thật ý nghĩa. Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ duyên về với con nhé, con nhớ mẹ. Lời nguyện cầu từ chốn xa, mong ước con yên bình. Mẹ thật hiện tựa nắng mai ấp ôm con tháng ngày. Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ. Mẹ dịu dàng hát khúc ca. Con bước